Sáng nay, ngày 29 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, chùa Viên Giác, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ Vu Lan tháng hội. Chương trình có sự tham dự của đại diện các sư, tăng ni các chùa trên địa bàn tỉnh Bình Định, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện Hoài Ân, lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ân Tường Tây. Chương trình còn có sự tham dự và đưa tin của các cơ quan truyền thông và đông đảo Phật tử, người dân ở khắp nơi về tụ hội. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương đã tặng quà cho ban tổ chức, chư Tôn Đức đã niêm hương, đảnh lễ tam bảo và tổ sư đoàn dân hoa cử hành nghi thức dân hoa, cài hoa hồng lên chư Tôn Đức. Sau đó, đại diện ban tổ chức đọc lời hoài niệm vu lan và dâng lời tác bạch khánh tuế chư Tôn Đức. Theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, đại chúng đồng tụng bài kinh dân cúng y bát và dân cúng pháp y lên chư Tôn Đức phát biểu về nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu và rất nhiều hoạt động khác. Đặc biệt vào tối ngày hôm nay, chùa Viên Giác tiếp tục tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng lễ Vu Lan với rất nhiều tiết mục, mời mọi người tới tham dự. Chương trình bắt đầu vào lúc 19 giờ.